Diễn viên Minh Dũng bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện trong đêm. Nhóm Ngũ Long Du Ký gồm 5 nghệ sĩ Phi Phụng, Thủy Mười, Phương Dung, Nam Trà, Diễm Hương vốn nổi tiếng với những video đời thường và nhiều chuyến từ thiện khiến người xem thích thú. Gần đây, trên kênh YouTube của nhóm bất ngờ chia sẻ về việc nam diễn viên Minh Dũng bị ngộ độc thực phẩm, nôn mửa liên tục và phải đi cấp cứu làm khán giả không khỏi lo lắng. Cụ thể, nội dung đoạn video đó ghi lại hành trình cả nhóm cùng diễn viên Minh Dũng về quê của Phi Phụng ăn dỗ. Các nghệ sĩ có dịp đổ bộ về miền Tây sông nước. Tại đây, họ được chủ nhà hiếu khách tiếp đãi rất nồng nhiệt, mọi người ăn một mâm cỗ linh đình và vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Dẫu vậy, lúc đó, Minh Dũng đã có một vài biểu hiện cho thấy sức khỏe đang gặp vấn đề. Sự việc chẳng có gì, đến buổi tối cùng ngày, nam diễn viên bắt đầu nôn mửa, đau bụng dữ dội và nằm co ro trên giường. Lúc này, cả nhóm liền nhận ra rằng Minh Dũng đã bị ngộ độc thực phẩm. Trong clip cho thấy, Minh Dũng khá mệt mỏi, diễn viên Phương Dung phải dùng đầu xoa bóp khắp cơ thể để giúp anh giảm cơn đau. Nhưng tình hình vẫn không khả quan, Hoa hậu Diễm Hương liền bảo mọi người đưa Minh Dũng đi bệnh viện ngay. Cho rằng, để ở nhà lâu thì nam diễn viên càng đau hơn và nhỡ đâu lại có chuyện không tốt xảy ra. Ngay lập tức, cả nhóm đưa Minh Dũng ra xe để đi cấp cứu ngay trong đêm. Tuy nhiên, nam diễn viên yếu đến đi không nổi. Thậm chí tay chân của anh còn cứng lại, nam diễn viên ngã quỵ và nôn mửa dữ dội, phải có hai người đi bên cạnh dìu Minh Dũng ra xe. Trên đường đi, Hoa hậu Diễm Hương có đôi lời tâm sự rằng một thanh niên đã bị ngã quỵ rồi, nhưng trong lúc ăn chơi thì đôi khi cũng có sự cố xảy ra, và đây là một sự cố chúng tôi không hề mong muốn chút nào. May mắn là Minh Dũng được đưa đi cấp cứu kịp thời, nam diễn viên qua khỏi tình trạng nguy hiểm và sức khỏe cũng dần tốt lên. Tuy nhiên, tên bệnh viện mà cả nhóm đưa anh chàng đến cấp cứu lại khiến khán giả vô cùng ngỡ ngàng. Cuối clip có chia sẻ rằng Minh Dũng bị trúng thực, nhưng nhóm Ngũ Long Công Chúa lại đưa nhầm anh vào bệnh viện Phủ Sạn. Có lẽ chỉ là một câu nói đùa, vì đó là bệnh viện gần nhất. Ngoài sinh nở thì vẫn có tiếp nhận các ca cấp cứu, nên nam diễn viên mới được đưa vào đây. Bên dưới đoạn clip, khán giả vô cùng lo lắng do tình trạng bệnh của Minh Dũng. Nhiều người gửi lời chia sẻ, động viên và mong rằng nam diễn viên sớm hồi phục sức khỏe.